Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Ngô Thiến tình bệ bình cạnh La Vân Hy làm cùng một việc chứng tỏ phim dạ tình thật. Sự kết hợp của mỹ nam La Vân Hy và Ngô Thiến trong phim mới khiến người hâm mộ vô cùng mong đợi. Tái hợp lại sau 7 năm kể từ khi bên nhau trọn đời kết thúc, La Vân Hy và Ngô Thiến vẫn luôn nhận được sự khen ngợi về sự đẹp đôi, ăn ý mỗi khi cả hai xuất hiện chung trong một khung hình. Mới đây, loạt ảnh hậu trường của cặp đôi ở dự án Truy Quang Dạ đã khiến người hâm mộ phải đứng ngồi không yên bởi chemistry cực kỳ bùng nổ. La Vân Hy và Ngô Thiến lúc này đang ngồi ăn chung một ly kem, cả hai đều đang cười nói vô cùng vui vẻ. Đặc biệt, nhiều người còn chú ý đến ánh mắt dịu dàng, ân cần mà La Vân Hy dành cho Ngô Thiến, trông chẳng khác gì một cặp đôi thực sự. Trong tấm poster mới nhất của Truy Quang Dạ được đoàn làm phim đăng tải nhân dịp ngày 14 tháng 2, cặp đôi chính cũng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi bầu không khí lãng mạn tỏa ra xung quanh hai người. La Vân Hy nhìn Ngô Thiến đầy thâm tình, Ngô Thiến lại tươi cười rạng rỡ. Bức ảnh này đã được gợi nhắc nhiều người nhớ về hình ảnh của cặp đôi hài dị thâm, Triệu Mặc Xanh năm xưa. Truy Quang Dạ là tác phẩm đánh dấu màn tái hợp của Ngô Thiến và La Vân Hy. Phim kể về chuyện tình yêu mà nhiệt huyết tuổi trẻ của những người làm công tác cứu hộ, một hình tượng mới của La Vân Hy. Truy Quang Dạ lấy nội dung từ xuyên xảy ra trận động đất, luật sư La Bạn, La Vân Hy đóng, đến vùng bị nạn tìm em gái La Nguyên. Trong một lần tiếp xúc với đội trưởng đội tình nguyện Thanh Sơn và gặp cô gái mà anh từng tranh cãi trước đó, Triện Nhan, Ngô Thiến đóng, anh đã cảm động, bị chinh phục trước tinh thần không quên thân mình của đội tình nguyện, sự yêu thương đùm bọc của người bị nạn cùng trình độ y thuật cao của nhóm bác sĩ. Trong phim, Ngô Thiến và La Vân Hy sẽ thủ vai các tình nguyện viên tham gia một nhóm cứu hộ cộng đồng. Những thành viên của nhóm này có xuất thân, hoàn cảnh giống như những công việc hoàn toàn khác biệt, trải qua gian khổ. Họ đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm. Sau cùng, mỗi nhân vật đều trưởng thành theo những cách khác nhau, mang theo ký ức về tuổi trẻ không hoài phí. Theo chia sẻ từ đoàn phim, trong quá trình tìm kiếm tư liệu cho Truy Quang Dạ, họ đã phỏng vấn rất nhiều nhân vật đến từ các nhóm cứu hộ cộng đồng nổi tiếng. Để hiểu tường tận công việc này, đoàn phim còn theo chân các tình nguyện viên trong những chiến dịch quy mô lớn. Những câu chuyện thu thập tại hiện trường đã mang đến cho Truy Quang Dạ tính thời sự lẫn hơi hướng từ cuộc sống. Nhà sản xuất hy vọng kịch bản phim qua diễn xuất của dàn nghệ sĩ tài năng sẽ làm hài lòng khán giả. Truy Quang Dạ là dự án truyền hình thứ ba Ngô Thiến và La Vân Hy hợp tác trong vòng 6 năm. Hai tác phẩm trước đó của họ lần lượt là Bên Nhau Trọn Đời năm 2015 và Thượng Cổ Tình Ca năm 2017. Hiện tại, Truy Quang Dạ chưa có lịch chiếu chính thức. Trước đó, bộ phim đã chính thức được cấp giấy phép lên sóng. Một trong những lý do khiến Truy Quang Dạ được chú ý hơn là cả đây là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của Ngô Thiến hậu ly hôn cha nam Trương Vũ Kiếm. Nếu như các cặp sao khác thông báo việc ly hôn sẽ khiến netizen cảm thấy đáng tiếc cho một chuyện tình đẹp, thì cặp Ngô Thiến Trương Vũ Kiếm hoàn toàn ngược lại. Thậm chí, cư dân mạng còn nhiệt tình ủng hộ vụ ly hôn này để Ngô Thiến có thể giải thoát khỏi người đàn ông không tốt. Nam diễn viên lê hấp đường fan từng nhiều lần khiến dân tình dậy sóng vì sự vô tâm và thờ ơ với tổ ấm của mình. Mặc dù đã kết hôn và có con nhưng anh nhất quyết không thừa nhận điều này, phải cho đến tháng 4 năm 2021, Trương Vũ Kiếm mới miệng cưỡng thừa nhận đã lập gia đình. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối không hề nhắc đến Ngô Thiến. Hành động này khiến khán giả vô cùng bức xúc vì thái độ của nam diễn viên. Trong suốt khoảng thời gian chung sống, Trương Vũ Kiếm liên tục bị bóc mẹ nhiều thái hư tật xấu như trăng hoa, thích gần gũi bạn diễn nữ, xem vợ là người cản trở sự nghiệp. Gần đây, sau khi đã dứt tình với chồng tồi, Ngô Thiến đang tích cực trở lại với hàng loạt dự án phim ảnh để gây dựng lại tên tuổi và được cư dân mạng ủng hộ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.